dẫn mọi người cách tải app. Mọi người vào Google Play và App Store đều có xe, đều có hết. Khi vào được cái này, mọi người chọn vô cái màu đỏ, nhập email và password của chính mình vào. Cái đến là mọi người chọn cái For My Sale. Sau khi chọn For My Sale, bấm Continue. Tới đây là mọi người đã thành công trong bước 1. Sau đó mọi người bấm vào cái dấu 3 chấm ở trên cùng. Dấu 3 chấm trên cùng. Dấu 3 gạch ngang trên cùng. Rồi chọn vào cái hình email của chính mình, biểu tượng email của chính mình. Sau đó chọn vào cái Add Notion. Kết quả của mọi người sẽ nằm ở trong cái Add Notion. Mọi người đã làm tới đó thì coi như thành công ha. Add Notion. Chúc mọi người thành công.